Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn một số những công việc cần phải lưu ý mà khi tiếp nhận công việc của kế toán tại doanh nghiệp. Khi các bạn tiếp nhận công việc của kế toán trong một loại hình doanh nghiệp nào đó, thì thứ nhất là các bạn cần phải quan tâm đến những cái hồ sơ, sổ sách của doanh nghiệp đó. Thì những hồ sơ sổ sách bao gồm những gì? Thì thứ nhất là các bạn cần phải yêu cầu doanh nghiệp đưa ra cho các bạn các cái sổ sách cuối năm trước hoặc là cuối kỳ trước, bao gồm là bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp công nợ phải thu phải trả, bảng trích khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, tổng hợp tồn kho như là kho 152, 153, 155, 156 nếu có, và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đối với lại các công ty tính giá thành có dở dang cuối kỳ, như là công ty về sản xuất hoặc là các công ty về dịch vụ. Còn đối với công ty thương mại thì sẽ không có chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ trước, sổ chi tiết các tài khoản, sổ nhật ký chung, sổ cái, phiếu nhập kho, xuất kho, lệnh sản xuất nếu có, báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình đối với công ty dịch vụ, hoặc là tổng hợp bán hàng theo mặt hàng đối với công ty bán thương mại hoặc là bán thành phẩm, báo cáo tổng hợp chi phí theo đối tượng tổng hợp chi phí đơn hàng, hợp đồng đối với những công ty sản xuất hoặc là nhà hàng, thẻ tính giá thành. Các chứng từ năm nay thì các bạn cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp, thứ nhất là hóa đơn mua vào bán ra, hợp đồng kinh tế, sổ phụ ngân hàng, ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền, phiếu nhập kho xuất kho, hợp đồng lao động, chữ ký số các thông tin đăng nhập vào, chữ ký số trong thuế điện tử và hóa đơn điện tử, bảo hiểm và MISA. Nếu như mà doanh nghiệp năm trước sử dụng phần mềm kế toán MISA, năm nay các bạn cũng sử dụng để làm tiếp trên phần mềm MISA đó, thì các bạn phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp cái data MISA cho các bạn. Và từ đó, các bạn sẽ phải phục hồi dữ liệu data MISA đó lên trên phần mềm kế toán MISA. Chọn đến tệp mà các bạn phục hồi và nhấn vào phục hồi là được. Trường hợp nếu các bạn muốn tách dữ liệu từ năm trước không làm chung với năm nay, thì các bạn có thể tạo dữ liệu kế toán mới từ năm trước. Để phần mềm tự cập nhật những cái số dư năm trước chuyển sang, các bạn không phải ngồi cập nhật số dư nữa. Bằng cách là các bạn vẫn phải phục hồi data MISA của năm trước lên. Sau đó các bạn phải vào tệp, chọn tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước. Sau đó nhấn vào tiếp theo, chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu mà chúng ta cần tạo mới. Ở đây tôi ví dụ công ty xây dựng này là làm năm 2023 chẳng hạn. Sang năm 2024 tôi muốn tách ra, tôi lấy số dư cuối kỳ của năm 2023 để chuyển sang đầu năm 2024. Thì lúc đấy tôi sẽ chọn tạo dữ liệu từ năm trước. Và tên dữ liệu thế này tôi sẽ để là kế toán năm 2024. Và chọn ngày bắt đầu hạch toán là mùng 1 tháng 1 năm 2024. Sau đó nhấn vào thực hiện. Thì lúc này phần mềm tự chuyển số dư cuối năm 2023 lên đầu dữ liệu của năm 2024 cho các bạn luôn. Các bạn không phải ngồi khai báo số liệu đầu kỳ trên file 2024 nữa. Ngoài ra thì các bạn có thể kiểm tra xem các cái chỉ tiêu trên tờ khai báo cáo của năm trước, kỳ trước chuyển sang có đúng hay không. Nếu mà sai thì các bạn cần phải sửa lại, bởi vì nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến số liệu của năm nay. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn một số những cái lưu ý khi mà chúng ta tiếp nhận hồ sơ sổ sách số liệu từ năm trước chuyển sang. Chúc các bạn thành công!